Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Nụ hôn nồng thắm đi vào lòng đất của cặp đôi nam nữ. Hôn nhau nồng thắm trong lúc đi bộ, cặp đôi quê sệ vì ngã sắp mặt. Hôn nhau thì không thiếu gì cách để hôn, nhưng hôn như thế này thì bó tay anh em ạ. Theo camera ghi lại trên vỉa hè một con phố, xung quanh có nhiều ô tô đang đậu và cây xanh được bài trí dọc lối đi. Lúc này, có một đôi nam nữ đang đi bộ, nhưng điều đáng bằng là họ không đi bộ như thông thường mà lại vừa đi vừa hôn nhau. Vì mãi mê trao nhau nụ hôn đắm say mà chàng trai đã vô tình bức hụt một bước xuống bậc thềm, đâm sầm vào chỗ cây cảnh. Kết quả là cả chàng trai và cô bạn gái đều ngã dúi dụi xuống đất. Cảnh tượng quê sệ của cặp đôi đều bị camera giám sát gần đó bắt trọn. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Thay vì thương cảm cho tình huống ngã đau của cặp đôi, nhiều cư dân mạng tỏ ý hả hê khi cho rằng nguyên nhân cũng từ sự vô ý của họ mà ra bởi hành động một công đôi việc giữa nơi công cộng của cặp đôi vừa gây phản cảm vừa gây nguy hiểm đến bản thân và rất có thể là những người xung quanh một số người bàn luận nụ hôn sấm sét à đúng là hết nói nổi hai nụ hôn cùng lúc vừa được hôn người yêu vừa được hôn đất mẹ đang đi bộ bày đặt thể hiện tình cảm làm gì không biết cái kết rõ ràng thật